Là thương hiệu mỹ phẩm cao cấp được ưa chuộng tại Nhật Bản cũng như trên thế giới, Kanebo đã không ngừng nghiên cứu, cho ra mắt các sản phẩm đa dạng, phù hợp với từng độ tuổi, tính chất của làn da cũng như vùng da khác nhau trên khuôn mặt. Đây là một trong những bước tiến tích cực của Kanebo khi đưa ra các dòng sản phẩm đến với thị trường. Hiện tại Kanebo đang đưa ra một dòng sản phẩm mới hướng tới toàn cầu. Chúng tôi cũng gọi là dòng sản phẩm GKC, được dựa trên các cái nghiên cứu rất sâu về nhịp sinh học của người phụ nữ. Và dòng sản phẩm này hứa hẹn là sẽ đáp ứng được rất nhiều nhu cầu của người phụ nữ ở các cái độ tuổi khác nhau. Với Kanebo tin tưởng rằng là đây là dòng sản phẩm mà sẽ đem lại vẻ đẹp vĩnh cửu cho người phụ nữ. Năm 2016, Kanebo giới thiệu dòng sản phẩm mang tên Kanebo Global, chọn bộ sản phẩm chăm sóc da. Các sản phẩm chăm sóc da dựa trên các nghiên cứu chuyên sâu vào nhịp sinh học của cơ thể, trong đó có nhịp ngày, nhịp tuần, nhịp tháng và nhịp năm, giúp phụ nữ có thể nhận ra sự thay đổi của làn da, tâm trạng để chăm sóc da đúng lúc nhất, mang lại một làn da căng tràn sức sống, rạng rỡ và săn chắc. Tại buổi ra mắt sản phẩm mới trong mùa thu đông năm 2017, Kanebo tiếp tục cho ra đời các dòng sản phẩm chăm sóc da lão hóa theo nhịp cuộc đời. Các khách hàng đã được trực tiếp trải nghiệm từng sản phẩm và dành nhiều sự phản hồi tích cực và yêu mến dành cho sản phẩm. Với chất lượng và không ngừng đổi mới, Kanebo đang dần khẳng định vị trí của mình và chinh phục được nhiều người tiêu dùng Việt Nam thông qua các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên.